Hai anh em đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sĩ nha. Thì lâu quá không quay quay y cho anh em mà ha. Rồi, ai mà đam mê future thì mua future nha. Future dưới đây em cũng có future luôn. Một tí em sẽ báo giá Honda future cho anh chị xem sao ha. Bây giờ là mình sẽ xem quay y trước. Trời đất ơi, quay y 125 nè. Đó, anh em nào mà nói là đang đợi mẫu mã của future 125 á, nó sẽ giống như quay y thì đây. Em có cái mẫu quay y ngoài đây luôn cho anh chị xem luôn ha. Đấy. Nói chung là nó mập mạp hơn so với phiên bản future cũ, quay y cũ. Đó, rồi. À, đầu mập hơn, thân mập hơn, màu phối đẹp hơn. Đấy. Bây giờ mình sẽ xem và chiêm ngưỡng từ từ nha. Đây. Hệ thống đèn vẫn là đèn LED nhưng mà kiểu dáng nó mập mạp hơn rất là nhiều. Rồi, phần này cũng mập hơn. Mình sẽ có một cái chiếc xe future. Đây. Đó. Future dưới đây. À, anh chị xem ha. Nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Mình thì mình thích cái kiểu dáng này hơn là cái phiên bản của quay y. Rồi, phía sau này sẽ có phục màu xanh rất là đẹp luôn. Phục màu xanh nha. Đẹp dễ mang luôn. Dễ gì hợp với màu trắng xanh này. Phục này là phục lên đồ chơi bên em nha, Asiro chính hãng luôn nha. Rồi, bên đây nè, cũng là phục Asiro chính hãng luôn mà màu đỏ. Anh chị sẽ cái quay phục xin đó nè, nó nhỏ đi thôi. Rồi. Nó nhỏ xíu thôi. Đấy, anh chị xem hãng phục thấy rồi. Thì anh chị hỏi sợ á, mua những sàn quay y này nè là hàng Thái mà mày thay phục của tao rồi thì có được lấy phục cũ về không? Tất nhiên là được rồi. Anh chị mà thay cái giá này là sẽ lấy cái phục cũ về. Còn anh chị nào muốn bán cái phục lại cho em á thì em bán lại trừ vô cái phục này. Tại vì nói chung cái phục quay y không ai bán chừng á. Chỉ là gắn đồ độ vô chơi để giữ cái phục cũ của mình nó còn mới thôi. Nữa gắn lên xe nó còn đẹp thôi. Đấy. Chứ ra future nó kia thì còn bán lại phục chứ mấy thằng quay y này người ta không bao giờ mình bán lại những cái đồ chơi ở đâu. Còn anh chị nào không thích gắn phục nè, muốn lên đồ chơi zin này, nó muốn là xe zin hết thì em cũng có luôn ha. Như cái xe này mới có gì quay cho anh chị đó. Đấy. Rồi, thắng đĩa kích thước 3mm. Heo dầu Nissin. Mặt đồng hồ ha. Đây đây, quay mặt đồng hồ nè. Đây, mặt đồng hồ khá là đẹp luôn. Màu trắng xanh nhìn rất là thể thao luôn, quá thể thao luôn ạ. À. Thì hiện tại giá của con quay 125 này, quay y Thái Lan nha. Em báo giá đâu gồm thuế VAT nha anh chị nha. Thì nó sẽ có mức giá là 77 triệu cho phiên bản trắng xanh. Đỏ đen luôn. Đỏ đen thì cái yên của nó sẽ hai tông màu là đen và đỏ, còn trắng xanh là yên có hai tông màu là đen và xanh. Đấy. Ổ khóa là ổ khóa thường thôi và bên hông nó sẽ có hộc đựng đồ luôn anh chị. Rồi, 77 triệu giá bao gồm VAT và bao gồm thuế nhập khẩu rồi. Anh chị nào mua xe về tự làm biển số, cầm 77 triệu ra đây, mua xe với giá 77 triệu, không thêm không bớt cái gì hết. Nếu như mà thêm phục này á, thì phải cộng thêm tiền nha, còn nếu mà lấy phục zin thì khỏi. Đấy, còn nếu mà ai mà muốn em mà lăn bánh này nọ kiểu á thì cộng thêm tiền giúp cho em. Trời trời, ở đây Vision của em lên màu đẹp quá, xuất sắc quá, anh chị thấy chưa? Cái màu nè. Ơi ơi, quá trời xinh luôn. Rồi, thì nói chung là anh chị nào mà mình quan tâm cái mẫu xe mà quay Thái Lan này, quay y đó thì hãy liên hệ với em nha. Ngày xưa em có rất là nhiều clip để phân biệt giữa mà quay Thái với lại future rồi, để mình không bị lẫn lộn và không sợ những cái hàng khác nó lừa đảo, nó bán rẻ hơn cho anh chị nhưng mà nó thay mất tiêu cặp phục. Phục trước phục sau là dễ đi nhất nè, phục trước là dễ đi nhất là người không chú ý đấy, dễ lấy đi nhất, rồi mâm cũng là cái vấn đề mà dễ lấy đi nhất. Nên là mua xe những xe quay giống như future thì mình nên coi kỹ nha. Đó, coi kỹ là những cái mâm lớp rồi phục của mình nó có giống hay không. Đó là đây, phiên bản cũ nha. Còn quay phiên bản mới này á, thì hiện tại thì bây giờ em vẫn chưa có phiên bản future mà giống như thế này, nên là mình không cần phải so sánh. Đấy. Rồi thì 77 triệu cho chiếc quay Thái Lan 125i này. Anh chị nào muốn mua thì hãy liên hệ chính xác với em qua số điện thoại là 0785 888030 nhé.